Tiếp theo đến mẫu chuyện 43, tu nhân không tu quả. Sau tiết Trung thu năm Kỷ Mão 1939, tôi có đến tổ đình Thánh Địa Quả Hảo để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Khi tới nơi, khoảng 5 giờ chiều, thấy Đức Thầy đang điều trị các bệnh nhân, tôi liền đi luôn vào trong thăm Đức Bà. Đợi lúc Ngài trị bệnh xong, Đức Bà mới dắt tôi ra trước mặt Ngài giới thiệu: Thầy Tư, đây là thằng Tư con của cậu chủ ở xã Kiến An, bà con với mình vừa lên thăm. Khi ấy Đức Thầy nhìn tôi chào hỏi, rồi Ngài ngó sang Đức Bà nói: Tôi bây giờ đối với ai cũng vậy. Nói xong, Ngài bắt đầu thuyết giảng đạo pháp, đến 9 giờ mới chấm dứt. Mọi người đều tản mát ra về, riêng tôi và một ít người khác còn lưu lại. Bây giờ Đức Thầy ra nằm nghỉ trên ghế bố đặt phía trước nhà căn phía trên. Tôi bước đến vừa chắp tay thì Đức Thầy ngồi dậy. Tôi liền nói: Thưa ông, đành rằng với tình thân tộc, nhưng hôm nay tôi đến đây với mục đích là để thưa hỏi vấn đề tìm đạo tu hành. Đức Thầy cười nói: Hôm nay các ổng đã đi hết rồi, còn ai mà hỏi? Tôi thưa tiếp: Tôi vừa đọc qua quyển giảng thứ nhất, Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm, thấy đại ý trong đó, ông thức tỉnh mọi người tu hành. Xét ra với những người ở các phương xa mà ông còn thương xót dạy dỗ, huống chi tôi đến tận nơi đây, ông lại không nói, thì tôi biết làm sao hơn. Nhưng khi tôi về rồi, chừng nào tôi mới đến được nữa? Đức Thầy cười vui và ôn tồn nói: Ông đến đây để hỏi việc tu hành cho được minh tâm kiến tánh phải không? Tôi liền thưa: Không riêng một mình tôi, mà tất cả mọi người hễ tu hành thì chắc ai cũng đều muốn được kết quả y như vậy. Đức Thầy đáp: Không, ở đây không có giải pháp minh tâm kiến tánh, mà chỉ có dạy đoạn lục căn, đừng nhiễm lục trần. Liền theo đó, Ngài vừa đọc vừa giảng một đoạn trong quyển Tư Giác Mê Tâm Kệ cho tôi nghe. Đoạn giảng ấy khởi đầu từ câu: Lo tu tịnh mà ai khinh ngạo, việc lục căn đừng nhiễm lục trần. Và chấm dứt ở câu: Dứt được nói là giải thoát, thì xác cứ trần mới khỏi đọa đày. Khi chấm dứt đoạn giảng, tôi thấy Đức Thầy có vẻ mệt, khiến tôi động lòng, nên chắp tay thưa: Đối với tôi, lời chỉ dạy của ông trong đoạn giảng vừa qua rất nhiều rồi. Vậy xin phép để ông nghỉ, rồi tôi sáng ngày một cái mà lui ra, thuật theo lời của ông Đặng Thành Tự. Phụ bài: Đọc câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra một ít điểm quan trọng. Điểm thứ nhất, thấy rằng đạo Phật đối với chúng sanh lúc nào cũng chủ trương từ bi bình đẳng, ví như ánh sáng mặt trời soi chung cho vạn loại, không soi riêng cho loài nào hay vật nào. Xưa Đức Phật từng bảo, Phật cũng đồng nhất thể bình đẳng với chúng sanh, và nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Hiện nay Đức Thầy cũng nói, các chúng sanh đều có như ta. Hoặc là lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh làm. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. Đã nhận mọi người đều có học giống Phật, thì ai ai cũng có đủ khả năng thành Phật, song vì sự giác ngộ sớm và muộn vậy thôi. Trước sau tuy khác, thiện căn vẫn đồng. Xưa kia trên đường hành đạo của Ngài thường bất khinh Bồ Tát, mỗi khi gặp ai
ông cũng đều chắp tay xá và thốt lên một câu: thưa ông, tôi không dám tin ông, vì trước sau gì ông cũng thành Phật. Thời nay, lúc Đức Bà nhắc ông Đặng Thành Tựu đến giới thiệu với Đức Thầy là bà con, thì Ngài nói: tôi bây giờ đối với ai cũng vậy. Một câu nói đầy sự bình đẳng, không phân biệt kẻ thân người sơ hay giàu nghèo ngu trí mà. Đâu đâu ba tánh cùng con lành, thầy dạy cho đều khắp chúng sanh. Điểm thứ hai, thấy rằng khi ông Tự bước đến thưa với Đức Thầy: tôi đến đây với mục đích là để thưa hỏi vấn đề tìm đạo tu hành, thì Ngài trả lời: hôm nay các ổng đi hết rồi, còn ai đâu mà nói. Tại sao Ngài lại nói thế? Bởi thời ấy nhà cầm quyền Pháp theo dõi kềm kẹp Ngài quá gắt gao, nên trong cuộc trị bệnh và thuyết giáo, Ngài ra vẻ như những người thượng sát cởi độc và có những lối nửa thật nửa hư để đánh lạc hướng họ. Và Ngài cũng muốn thử lòng ông Đặng Thành Tựu xem ông có quyết tìm cầu đạo Pháp hay không. Điểm thứ ba là quan niệm chung của những người chưa tu thường hay sợ quả, chớ không sợ nhân. Nghĩa là họ chỉ sợ những nỗi khổ đau mà không biết sợ cái nhân sanh ra đau khổ. Cũng như người đã tu thì phần đông thường mong được kết quả Phật Thánh, chớ ít ai lo gieo nhân từ thiện. Đức Thầy đã không hiểu tâm lý của ông Tự cũng như mọi người khác, Ngài mới nói: ở đây không có dạy pháp minh tâm kiến tánh, mà chỉ có dạy đoạn lục căn đừng nhiễm lục trần. Bởi minh tâm kiến tánh là quả, mà đoạn lục căn đừng nhiễm lục trần là nhân. Nhà tu khi làm chủ được sáu căn, đừng để ô nhiễm sáu trần, tức được kết quả minh tâm kiến tánh. Bằng chẳng đoạn lục căn lục trần mà muốn minh tâm kiến tánh thì không bao giờ có được. Cho nên Đức Thầy dạy ông Tự cũng như các tín đồ tu nhân, chớ không cần tu quả mà quả vẫn đạt. Ta thử đọc một đoạn giảng dưới đây: sao đường ấy ở trong tâm ý ta, kinh xưa cũng thường nói sáu căn đối với sáu trần mà tâm vẫn như như bất động, tức đắc được sáu phép thần thông. Nhân căn trần thanh tịnh, nhi đắc lục thông thị hiện giả giả. Được giải thoát hay đắc lục thông và minh tâm kiến tánh cũng đồng một ý, chỉ cho cái kết quả của sự diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Nam mô A Di Đà Phật.